Rồi bắt gọn là các bạn nhé. Rồi lên xe luôn. Rồi đối tượng này, đối tượng lên xe nhé. Rồi tóm gọn luôn. Thanh niên này xăm bông hồng một cổ. Đó. Rồi bên này bắt gọn rồi. Tròi để mục đích chính là đi phục vụ các quán karaoke, massage hoặc có thể là làm trá hình khác hoặc có thể là một số đối tượng bán nước ngoài các bạn. Thì mới đây anh em đã tìm và biết được đường dây này là chuyên buôn người. Vì vậy cho nên là ngày hôm qua anh em đã theo chân bám sát và biết được thông tin. Hiện nay đối tượng đã bán một thiếu nữ 15 tuổi ở cho phía một cái quán cà phê tròi ở bên Phà Cà Lái các bạn. Thì ngày hôm nay anh em phục kích và bao vây. Đi qua rất nhiều tuyến đường hiện nay đó. Mọi người thấy không? Đi từ hướng thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương sang thành phố Dĩ An. Sau đó anh em tiếp tục bám theo và các đối tượng. Hiện nay các đối tượng đang di chuyển sang hướng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay anh em đang tiếp tục bám theo, đang hướng thành phố Thủ Đức các bạn. Đây là khu vực thành phố Thủ Đức. Đó, anh em đang bám theo đối tượng. Hiện nay đối tượng này rất khôn khéo mà mưu mô đó. Đối tượng này chở một chiếc xe, một xe màu đỏ đằng trước, em gái mặc áo đỏ đằng sau. Đó, chạy chiếc Vision này cô chú anh chị. Anh em tiếp tục bám theo nha, để xem là thanh niên này bán em gái đi đâu. Viết giấy các bạn. Hiện nay anh em theo dõi đối tượng là buôn bán người các bạn. Hiện nay đang trở quanh tất cả nhiều nơi, trở bằng xe 4 chỗ đến giờ phút này là. Đến giờ phút này là chở bằng cả một chiếc xe Vision các bạn. Đó đang chở quanh như đây. Hiện nay đang vào một chờ. Chúng còn đang tính nhau vào chung cư. Hiện nay đang chở một chung cư các bạn. Đó. Đó đây là đối tượng là chạy xe Vision các bạn, biển số 7. Còn là đang chở một bé gái như sau.
quả gì cho hết chưa biết được cuối tuần được. Nó phải đi giao người khác nữa. Thì ta cái này nó phải chở ở đâu mình ngồi mình cắt nó. Trôi qua thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp cận rất nhiều thông tin, rất nhiều các bé hiện nay đang có thể là muốn đi kiếm việc, kiếm tiền về nuôi sống gia đình hoặc có thể là phụ giúp cho gia đình. Chính vì lý do như là như vậy cho nên cũng là một cái cơ hội để cho một số đường dây tổ chức buôn bán người phải là xảy ra diễn ra rất nhiều. Đến giờ phút này phải nói là rất nhiều các thiếu nữ bị bán, ví dụ đưa sang bên nước ngoài, có thể là đi sang bên Campuchia, Myanmar, sang Thái Lan. Không có cơ hội được trở về các bạn. Mà mỗi một trường hợp có cơ hội được trở về này thì có thể gia đình phải chuộc, phải bán toàn bộ tài sản hoặc có thể là ra đường ở. Mục đích chính là giành giật lại, kiếm lại những đồng tiền có thể là để chuyển sang bên nước ngoài, nước bạn để giải cứu con em chúng ta. Nó thực sự là rất đau đầu. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, xin chào quý anh chị bạn. Thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã trực tiếp theo dõi một cái vụ việc buôn bán người các bạn. Mới đây nhất thì ngày hôm qua thì có một số đối tượng các bạn đã buôn bán một thiếu nữ 15 tuổi. Hiện nay thì theo thông tin anh em được biết là thì bán vào trong quán cà phê hiện nay đang ở Nhân Trạch. Anh em đang theo từ sáng giờ đến giờ phút này là bây giờ cũng 16 giờ hơn 16 giờ chiều các bạn. Thì anh em đang có mặt tại Nhân Trạch. Đó, đi qua rất nhiều tuyến đường. Đến giờ phút này đã có mặt ở Nhân Trạch, đang tiếp tục theo dõi đối tượng này đang bán một em gái vào trong cái quán karaoke các bạn. Còn quán cường gọi là đây gọi là không phải karaoke mà đây gọi là cái quán cà phê tròi các bạn. Đó là địa phận Nhân Trạch. Đó thì địa chỉ ở đây nó thuộc là Nguyễn Văn Ký, ấp 1, xã Đồng Thọ, Nhân Trạch. Đó, đang phục kích, đang bảo vệ, đang bảo vệ, đang bảo vệ các bạn. Đó, đang ở trong cái quán đó. Đó, quán này không có biển tên nên có chứ. Cái này không có biển tên. Đó. Này chỗ là nhà làm đó. Đó, mặt nó biển tên nha. À, anh em đang phục kích. Bây giờ em trả cho đi nha. Em phải lấy cả mấy đồng rồi trả lại em nhỏ ra. Đúng không? Đúng không? Rồi 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 rồi. Đi đây. Ừ, đứng được, đứng dưới này, đứng này chờ anh đi. Đứng rồi, đứng rồi, đứng rồi. Đứng đây thì chờ, chờ đi. Em đứng lại đi. Nó 15 tuổi qua tới đâu? Tới chiều. Còn đứa nữa? Có thông tin của em luôn, em có số điện thoại của em luôn. Không nhớ 15 tuổi qua đâu. Số điện thoại em. Có số hội nè, có số có đường. Có đường. Em nhỏ qua em chở đâu nè, anh thả được. Bây giờ mày bỏ nón ra, bỏ nón bảo hiểm ra, anh có đầy đủ bằng chứng, anh theo mày từ sáng kìa. Bỏ nón bảo hiểm, bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang không, bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra. Em bỏ khẩu trang ra, bỏ khẩu trang ra. Cái con bé 15 tuổi hôm qua mày trả đâu ai? Con nhỏ 15 tuổi qua đâu, mày nói tao thả mày. Nhớ 15 tuổi qua đâu. Con bé 15 tuổi qua mày trả đâu? Chở đâu? Bỏ con trang này, bỏ con trang này. Nói cho biết con chứng rồi, hiểu. Bây giờ đâu, bây giờ nhớ đâu? Không, này. Taxi thêm anh có đầy, anh có đầy đủ bằng chứng rồi. Anh có đầy đủ bằng chứng rồi. Anh đón mày, đón mày chở lại chỗ nào, nhà nào, nhà nào có đó nghe. Anh mở máy cho em xem nhé. Em chở về đâu? Em chở từ đâu? Em bắt từ taxi ra, xong em chở đi những đâu? Anh có đầy đủ. Không, anh nói vừa em bắt người ta ký cho 7 triệu. Mày luôn không hốt, mày cho ổ mày luôn. Vừa rồi em bắt người ta ký 7 triệu. Bây giờ mày đưa con nhỏ 15 tuổi đâu? Đưa đem ra. Vâng, để không em dẫn tất cả. Đưa nhỏ qua đâu? Ở đâu? Đưa nhỏ qua đâu? Thì anh trả. Nghe đây luôn không? Nếu không mày sẽ đi tù luôn. Nhỏ ở đâu? Nhỏ 15 tuổi đâu? Nghe đâu, làm đâu? Đưa qua đây, có thả gì? Mày gọi điện ra đây, tao trở về, tao cho mày về, không phải tao gọi công an. Cho mày đi tù luôn. Mày biết là tội buôn người không? Biết tội buôn người không? Biết không? Biết tội buôn người không? Tội đó không? Tao nói cho nghe nè, thôi bây giờ nè. Mày lấy cả 7 triệu, tao nói mày biết rồi. Tao bấy hết rồi ha, đồ lô hết rồi, nhưng mà ý là mày đó taxi nãy, taxi chuyện sao nói mày hiểu rồi hiểu không? Anh em cho mày cơ hội. Anh em cho mày cơ hội ha. Đó, bây giờ anh em rất nhẹ nhàng đó nha. Bây giờ mày, bây giờ con nhỏ 15 tuổi nằm đâu?
con nhỏ qua đâu. 15 phút 10 mấy nào. Em biết lại thôi. Cháu ơi, để nó gọi điện cho nên không không. Mấy đâu cái điều nào? Chắc là đây mấy trăm mét. À, chỗ phản cái lái hả? Đâu, phản cái lái đâu? Bây giờ đang ở trong quán nào? Quán tên gì? Phản cái lái. Hả? Quán tên gì? Quán massage tên gì? Quán massage tên gì? Không cần đấy, không biết tên. Bây giờ mày khẳng định nhà mày dắt con này ra đúng không? Vâng. Đúng không? Bình thường mà. Bây giờ mày dắt ra đúng không? Dắt bé này ra. Vâng, dắt ra bình thường. Rồi, đi vào đây. Con bé kia mày khẳng định. Con này đâu? Đó. Con này hôm qua mày trả đâu? Bé này hôm qua là chú phải cắt lái. Bé hôm qua mày bán bao tiền? Không, chứ không bán. Hôm qua mày bán, thế bé này mày bán được bao tiền? Bé này mày bán bao tiền? Dạ. Bé này vừa bán nhiêu tiền? Cái này cháu không biết. Bán vừa mày bán bao tiền? Vừa bán bao tiền? Bây giờ vừa rồi mày bán bao tiền? Mày bán bé vừa rồi bao nhiêu tiền? Rồi công an lại rồi. Hiện nay anh em đã bắt được đối tượng các bạn nhỉ? Đã bắt được đối tượng rồi. Đã bắt được đối tượng buôn người các bạn. À, đã nhận là buôn một bé gái hôm qua 15 tuổi các bạn. Đó. Hôm nay tiếp tục buôn một bé nữa. Anh em đi qua tất cả là 6 tỉnh thành. Đi từ sáng đến giờ phút này mới bắt được các bạn. Đó, giờ phút này là đối tượng đã nhận tội rồi và bán bé vừa rồi là 7 triệu. Còn bé hôm qua thì hiện nay là đối tượng cũng chỉ nhận bán thôi nhưng mà chưa nói là bán bao tiền các bạn. Hiện nay cơ quan công an đang làm việc rồi. Đó. Công an đang tới rồi nè. Công an đang tới các bạn. Đó. Công an đang tới rồi. Đó, công an đang tới. Đấy, hiện nay anh em đã tóm gọn rồi nhá. Đã tóm gọn rồi. Đối tượng hiện nay nhận tội rồi các bạn. Hiện nay công an đã tới rồi nhá. Đó, công an đang tới rồi. Đó. Hiện nay công an tới rồi. Dân hiện nay rất đông nha. Đó. Đối tượng này là buôn người và là chuyện rất chuyên nghiệp. Anh em bám theo từ sáng giờ đến giờ phút này nó bắt rồi các bạn. Đó, bám theo từ sáng giờ. Hiện nay là anh em theo dõi vụ việc này từ hôm qua. Thì hôm qua là anh em sảnh nó bán mất một bé 15 tuổi các bạn. Hiện nay là bé bán đang phải cắt lái rồi. Nhưng đến giờ phút này anh em phát hiện được ra thì hiện nay là bán đối tượng hiện nay là bán được. Hiện nay bán một bé này được 7 triệu các bạn. Đó. Hiện nay công an đã tới rồi, anh em bắt sống luôn, bắt quả tang rồi. Trong này nhiều các bạn, trong này nhiều lắm. Hiện nay anh em hiệp sĩ Bình Dương đã phục kích rồi từ hôm qua các bạn. Đến giờ phút này đã bắt sống được đối tượng rồi. Hiện nay đối tượng đưa vào trong một cái quán cà phê tròi. Và hiện nay thì bán 7 triệu bắt bé gái này ký giấy 7 triệu các bạn. Và đang tính đưa bé gái này đi khách sạn luôn, đi nhà nghỉ luôn. Đó thì anh em tóm cổ luôn. Đó. Thì hiện nay là thanh niên này đã nhận tội các bạn. Đã nhận là ngày hôm qua đã bán một thiếu nữ 15 tuổi. Đó. Hiện nay là xe công an đã tới rồi. Đó. Hy vọng là những trường hợp như thế này thì phải nói là tóm gọn luôn. Bởi vì anh em đi phải nói từ sáng giờ phải nói rất mệt rồi. Vô cùng mệt mỏi rồi, để bắt những đối tượng này phải nói là cực kỳ nguy hiểm đó, gây hoang mang cho sự dư luận trong thời gian vừa qua phải nói là rất nhiều thiếu nữ bị bắt, bị bán, bị mua, bị chuộc, bị dụ vào các trung tâm massage karaoke đó. Đấy, mọi người thấy không? Rồi bắt gọn là các bạn nhé. Rồi lên xe luôn. Rồi đối tượng này là đối tượng lên xe nhé. Rồi tóm gọn luôn. Thanh niên này xăm bông hồng ở cổ đó. Đó, hiện nay bắt gọn rồi. Cái đó. Đây gia đình kia. Hôm qua nó mới bán một bé nữa. Thằng này hôm qua anh nhà bắt hụt. Hôm qua nó vào bán một bé nữa là 15 triệu. À quên, hôm qua bán một bé là 15 tuổi. Hôm nay bán bé này là 17 tuổi. 17 tuổi. Bé này bán 7 triệu đang tính là đưa vào khách sạn luôn. Đưa vào làm thịt trong khách sạn luôn. Đấy, anh em chặt đầu luôn. Đấy, anh em con theo là 5 tỉnh thành từ sáng rồi. Theo 5 tỉnh. Thành phố Thủ Đức này, thành phố Dĩ An này, thành phố Bình Dương này. Bên Biên Hòa này. Trên thành phố Hồ Chí Minh này, vòng bên đây là 5, 6 tỉnh thành. Đấy, rất mệt mỏi. Đấy, hiện nay anh em bắt gọn rồi nha các bạn. Tóm gọn rồi. Đấy. 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 Hiện nay là bắt gọn rồi. Bắt gọn rồi. Đó. Hiện nay đây là đối tượng phải nói là vô cùng là rất chuyên nghiệp các bạn. Đối tượng rất chuyên nghiệp, anh em theo qua 5 tỉnh thành
từ sáng là theo 5 tỉnh, đến giờ phút này mới bắt được một đối tượng, bắt gọn luôn. Đó, hiện nay giao công an rồi. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ và làm việc cái vụ việc này, bởi vì hiện nay thanh niên này đang nhận là mới bán một bé nữa cho ở tại phả cá lái hôm qua, còn chưa biết là bao nhiêu tiền các bạn. Đó, nhận rồi, thanh niên này nhận tội rồi. Đó, còn vừa bán bé này 7 triệu các bạn. Bé này là 17, 18 rồi bán 7 triệu, còn bé hôm qua thì hàng VIP hơn thì bán mắc hơn. Đó. Nó nói giờ đi bắt thêm đứa nữa mà, phải đi... Bắt cái nữa, bắt thôi. Là chú tới 15 tuổi qua đó. Đây là đối tượng phải nói là vô cùng rất chuyên nghiệp. Đây là chuyên nghiệp rồi, bắt nó ăn chuyên nghiệp rồi. Mới hôm qua xong rồi, hôm qua mới làm một tiêu xong rồi. Bán người còn 7 triệu. Ờ, hôm nay 7 triệu bắt đấy, đi giấy luôn. Anh em phục kích từ sáng giờ luôn. Không ăn luôn, bắt sống luôn. Có ngoài không? Phải bắt sống thôi. Bán cái kế hoạch thôi được. Nhưng mà kêu ký giấy luôn, ký nợ luôn. Không ngoài luôn, thì nó ép mà. Ép con này phải ký mà. Ép ký giấy nợ luôn mà. Ép ký giấy nợ luôn. Anh niên này gọi là đi xa rồi các bạn. Anh niên này gọi là đi rất xa luôn. Đó, bị nhận tội hôm qua là bán một bé rồi, 15 tuổi. Đó, hiện nay bán tiếp bé này nữa. Bán này là quay bì ôm, bán này là đi khách luôn. Đấy, đang đi khách sạn này. Đang đi khách sạn này. Đó, đi khách sạn này chắc là phải tiếp tục 2 triệu rồi. Anh em có mặt ở Nhân Trạch các bạn nhé. Đang có mặt ở Nhân Trạch, xã Long Thọ ở Nhân Trạch. Anh em từ sáng là đi qua phải nói là ít nhất là 5 tỉnh thành, 5 tỉnh thành từ sáng rồi. Rất mệt mỏi, cố gắng. Không bỏ được. Anh em không có cuộc, quyết chơi đến cuộc tới cộng hợp. Đắt nhất rồi anh em đã phá một cái kén này của anh người. Lên xe. Cái đồ gì đó? Chịu bới gì đây? Cứ lên đây. Đồ đây.
rồi tắt điện thoại đi. Công em thì bây giờ chưa hết rồi. Em đang tiếp tục chờ công an bắt thêm đối tượng các bạn. Đang chờ bắt thêm đối tượng nữa. Hiện nay đối tượng nữa đang ở trong này. Đó. Đang bắt, đang dẫn giải ra. Đó, đây, đây gì? Đây, đây con đây đúng không? Đúng rồi. Rồi, dẫn ra đấy. Đang dẫn giải ra không ạ? Đang dẫn giải ra nào. Công an đang dẫn giải ra. Bé này 15 tuổi. Đó, hôm nay đây là quán rất chuyên nghiệp. Đây là quán cà phê Tròi. Đường khác đi vòng quán này chính là có đường khác, quán này chính là có đường khác đi vòng bên kia. Đây chắc chủ này à, chủ đây chắc chủ quán này, chủ quán này bê đi vòng kia lại à, vừa đi vòng sau vòng đây em bê giống ném luôn đó. Đây chủ này các bạn, đó đây là chủ quán này.
thì quán người phụ nữ vừa cúng nhau, cúng thần tài ông địa trong. Đây đây là người đẹp chủ quán. Đó, là chủ quán đó. Đấy, chủ quán nhìn mướt mượt nha. Đấy, mướt mượt luôn. Đây chắc chủ quán. Thật chủ không? Đi vòng đường khác rồi các bạn. Đó, đi vòng đường khác rồi. Đó, lẽ luôn rồi. Rồi lên xe. Rồi về chào ba anh em nhé. Thì cái cuộc hành trình nhá của anh em Hiệp sĩ Bình Dương á, là từ ngày hôm qua đến giờ phút này đúng không? Là gia đình mình về báo tin là có một bé gái là 15 tuổi đúng không? Là 15 tuổi là bé là họ tên đầy đủ là gì? Con của ai? Rồi con của em nguyên quán ở đâu? Kiên Giang à? Em cho anh hỏi là em họ tên là gì? Em á? Em họ tên là gì? Em là ba của bé Trang ha. Ba bé gái 15 tuổi là ngày hôm qua là bị chúng nó dụ bán đúng không? Đến giờ phút này là anh em tìm hiểu là bán vào trong gọi là quán cà phê karaoke ở tại đúng không? Bán vào tại ở Phà Cát Lái. Phải không? Ở Long Thành, ở nó đi hướng về Nhân Trạch nhá. Rồi. Thì hôm nay thì anh em tiếp tục theo dõi những đối tượng đúng không? Để đi theo chân đối tượng mà hiện nay đối tượng tiếp tục chở một bé gái nữa, một em gái nữa là từ hướng bên Bình Dương phải không? Và chúng bắt bằng xe 4 chỗ, bằng một chiếc xe du lịch 4 chỗ, có là xe Grab, đó xe taxi và chở qua nhiều tuyến đường đến khi anh em theo dõi để chúng xuống ở một địa điểm nhất định và chúng hẹn cho một chiếc xe biển 67 đúng không? Chiếc xe Vision và chở em gái này đi qua nhiều tỉnh từ sáng từ trưa nhà đúng không? Em có công nhận là qua nhiều tỉnh không? Qua thành phố Thủ Dầu Một này. Đúng không? Qua thành phố Di An này. Đúng không? Qua thành phố Thủ Đức này. Phải không? Rồi qua qua Biên Hòa, rồi tới đây là xuống Nhân Trạch Đồng Nai. Là đến giờ phút là 5 tỉnh thành khác nhau. Để anh em mà phát hiện được là chúng bán em gái này vào trong một cái quán cà phê tròi là trị giá là 7 triệu, ép viết giấy nhận lạ là 7 triệu đúng không? Ra ngoài đường là anh em tóm luôn. Là hiện nay đã giao cơ quan công an rồi. Đúng không? Và hiện nay là đối tượng đã khai thừa nhận là ngày hôm qua là có bán một bé. Đúng không? Là giá bao tiền thì hiện nay chưa rõ, nhưng hiện nay là đang bán bé gái là 15 tuổi ở tại một cái quán karaoke massage nào đó ở tại Nhân Trạch, nhưng ở tại giáp Phà Cát Lái. Thì hiện nay thì gia đình anh em Hiệp sĩ Bình Dương đã giải cứu được rồi. Thì cái cuộc giải cứu này phải nói là thành công, mà cũng thật nó cũng rất mệt mỏi, anh em là cố gắng đúng không? Từ sáng là chưa ăn uống gì đó đúng không? Thì mọi người chắc chắn là nhìn thấy đâu đúng không? Thì anh em cố gắng hết sức để giải cứu không những là một trường hợp này và còn nhiều trường hợp khác, mà đặc biệt là nếu như công an làm mở rộng vụ án thì chắc chắn là còn nhiều đối tượng khác. Và đặc biệt là ngày hôm qua thì đã giải cứu được một bé hôm qua nữa đúng không? Đó thì các em thì có điều nào muốn chia sẻ, cảm ơn anh em Hiệp sĩ Bình Dương cũng như chia sẻ trên chết trước cộng đồng mạng để mọi người hiểu rõ câu chuyện này. Lớn lên trẻ em ở con mình, con nhỏ con mình đó, trên mạng Facebook xã hội phức tạp, nên là phải cảnh xa để cảnh giác con mình. Đấy thì các em thấy cái khả năng của các anh em từ sáng giờ đúng không? Phải là đi qua nhiều tuyến đường mà tìm đủ mọi cách, chứ mình không có nóng vội mà mình giữ ngoài ta ở ngoài đường là không đúng, đúng chưa? Bởi ngoài đường sáng nay nó không có tội gì cả. Anh em phải căn đúng khi nào nó có tội thì anh em mới giữ lại đúng không? Đó, khi này là bán một em gái này là 7 triệu và ép viết giấy đúng không? Chở từ bên Bình Dương qua đây là ép viết giấy 7 triệu thì em thấy là như thế này là buôn người chưa? Đúng không? Rồi anh mời em áo đen, em có điều nào em muốn chia sẻ cho các cô chú anh chị biết không? Rồi em họ tên là gì? Dạ em là
Em nguyên quán ở đâu? Em quê ở Kiên Giang. Rồi. Chú con cháu này. Ừ. Em thấy cái cuộc giải cứu của các anh em đây đã hiệu quả không? Hiệu quả. Ừ. Rồi. Anh em đồng sĩ này có đồng tiền bạc gì không? Dạ. Anh em ở đây không có đồng tiền gì hết. Rồi. Cũng dễ. Rồi, ok em. Lúc trả tiền xăng và ăn uống anh Hải cũng không chịu. Rồi. Rồi thì anh em cố gắng nhé, mục đích chính là giúp đời giúp người. Rồi anh mời em trai, em có điều nào em muốn chia sẻ trên cái cuộc trò chuyện này không? Em họ tên là gì? Đấy, hiện nay thì cái câu chuyện này là có thật đúng không? Các anh em đi từ sáng rồi thì chắc chắn là rất nhiều clip mà của anh từ sáng giờ thì anh đăng lên thì chắc chắn mọi người sẽ biết là đi qua nhiều tỉnh thành, nhiều thành phố khác nhau. Rồi anh không biết nói gì hơn cả, cũng cảm ơn gia đình mình, chúc gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì có thể là mình hãy cảnh giác nhé, tránh tình trạng mà con em chúng ta lại bị buôn bán, thực sự là các anh em đi tìm kiếm hoặc đi giải cứu là rất khó khăn nhé. Rồi chúc các em thường lộ bình an. Rồi tiếp tục vào đó để cơ quan công an người ta có mời hoặc là có làm việc thì em tiếp tục nhé. Rồi chào các em nhé. Rồi ok rồi, xin chào mọi người, xin chào mọi người.